Kane có mang lời nguyền khủng khiếp tới đội tuyển Anh. Harry Kane đã chơi rất tốt ở Bayern Munich nhưng đội bóng Đức lại trắng tay mùa vừa qua. Và giờ người Anh lo sợ cái dớp của Kane sẽ ám sang cả đội tuyển Anh. Mùa giải 2023-24, Kane lần đầu giành chiếc giày vàng châu Âu sau khi ghi 36 bàn tại Bundesliga. Không chỉ giành giải thưởng, anh còn bỏ xa các đối thủ của mình khi nhiều hơn 8 bàn so với đứng thứ hai là Sehu Girassi. Hơn 9 bàn so với Kylian Mbappe và Erling Haaland. Kane lần đầu giành chiếc giày vàng châu Âu ngay mùa đầu khoác áo Bayern. Đây là hành trang không thể tốt hơn của Kane khi bước vào vòng chung kết Euro 2024 với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của châu lục và, theo nghĩa mở rộng, sẽ là tiền đạo xuất sắc nhất tại giải đấu. Tuy nhiên, vẫn còn một điều vẫn ám ảnh Kane, anh vẫn chưa giành được một danh hiệu tập thể nào trong sự nghiệp của mình. Và đó là một chủ đề sẽ được thảo luận trong suốt giải đấu và rất lâu sau đó, trừ khi anh có thể đưa đội tuyển Anh đến vinh quang tại Đức. Việc Kane không giành được danh hiệu nào ở Tottenham có thể được tha thứ khi đội bóng này chưa phải nằm trong nhóm các câu lạc bộ hàng đầu. Nhưng điều đáng lên án nhất là anh không thể giành được bất cứ danh hiệu nào ở Bayern. Đội bóng xứ Bavaria chưa bao giờ thất bại trong việc giành được danh hiệu nào kể từ năm 2012. Họ đã vô địch Bundesliga trong 11 năm liên tiếp kể từ đó, ngoài ra còn có 5 danh hiệu cúp quốc gia Đức và 2 danh hiệu Champions League. Thế nhưng Bayern đã không thể giành được một danh hiệu nào sau khi ký hợp đồng với Kane. Và những lời bàn tán về lời nguyền của tiền đạo này lại được dịp rộ lên. Kane vẫn chưa có danh hiệu tập thể nào ở cả cấp câu lạc bộ lẫn DTGQ. Nhưng ý tưởng cho rằng Kane chịu trách nhiệm cho những thất bại của Bayern là vô lý. Anh đã không được thi đấu trọn vẹn trong cả hai lượt bán kết Champions League với Real cũng như ở trận tranh siêu cúp Đức với RB Leipzig. Trong trận thua Sababert ở cúp quốc gia Đức, Kane không vào sân một phút nào. Nỗ lực của Kane là không thể chê trách. Anh ghi tới 36 bàn và đóng góp thêm 8 pha kiến tạo tại Bundesliga, đồng thời giành ngôi vua phá lưới của giải đấu. Tại Champions League, Kane giành đồng vua phá lưới với Kylian Mbappe của PSG cùng 8 bàn. Chẳng thể đòi hỏi hơn ở một tiền đạo tân binh trong mùa giải đầu tiên khoác áo. Thất bại của Bayern ở mùa 2023-24 đến từ nhiều nguyên nhân như sự sa sút của các trụ cột, vấn nạn chấn thương hay cả những quyết định sai lầm của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Trước đó tại Tottenham, Kane cũng luôn cống hiến hết mình. Anh là lá bùa hộ mệnh trong kỷ nguyên vĩ đại nhất của Spurs kể từ những năm 1980. Tiền đạo người Anh giúp gà trống đủ điều kiện tham dự Champions League 5 lần, lọt vào trận chung kết năm 2019. Anh rời đi với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Spurs sau khi giúp họ trở thành một trong những đội bóng được yêu thích nhất thế giới. Kane có rất nhiều đồng đội chất lượng tại đội tuyển Anh cùng tham dự Euro 2024. Không người hâm mộ Tottenham nào nghĩ rằng Kane là một cầu thủ tệ vì không giành được danh hiệu nào cho đội bóng. Và cũng không có người hâm mộ đội tuyển Anh nào nghĩ vậy. Tiền đạo này là một phần của đội tuyển Anh thành công nhất kể từ những năm 1960. Tam sư đã lọt vào bán kết World Cup 2018 với Kane giành chiếc giày vàng. Họ vào đến chung kết Euro 2020 và chỉ thất bại trước Italia ở loạt luân lưu may rủi. Tại World Cup 2022, anh bị loại ở tứ kết trước một đội tuyển Pháp cực mạnh. Kane đã nhận được nhiều sự tán thưởng khi anh dũng cảm ra nước ngoài để chơi cho một trong những câu lạc bộ khắt khe nhất thế giới là Bayern và có mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình. Tại vòng chung kết Euro 2024, Kane sẽ có sự hỗ trợ của hàng loạt ngôi sao tấn công có phong độ cao của đội tuyển Anh. Đó là Jude Bellingham, ngôi sao vừa giành cú đúp vô địch La Liga và Champions League cùng Real Madrid. Phil Foden cũng đã có mùa giải hay nhất từ trước đến nay, giành được tất cả các danh hiệu cá nhân tại Anh cũng như một danh hiệu Premier League khác. Ngoài ra còn có những cầu thủ đang có sự trưởng thành vượt bậc như Bukayo Saka hay Cole Palmer. Ngay cả khi Kane vẫn chưa giành được danh hiệu nào, anh sẽ được bao quanh bởi những cầu thủ đã nếm trải thành công và biết cách vượt qua những thử thách cực đạo. Chính vì thế, hy vọng giành danh hiệu của Tam Sư có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền từ Kane. Về mặt cá nhân, không có cầu thủ nào ở châu Âu có mùa giải tốt hơn Kane. Hãy để điều đó nhắc nhở bất kỳ ai đang nói về cơn hạn hán danh hiệu của anh.
Lần đầu tiên, đội tuyển Anh bước vào một giải đấu lớn với tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu và điều này có giá trị rất lớn. Ngoài ngôi sao số 9 với hàng loạt kỷ lục ở mùa 2023-24, họ còn có một đội hình tràn đầy sức tấn công. Nói cách khác, Tam Sư có cơ hội thực sự để giành chiến thắng trong một giải đấu lớn lần đầu tiên sau 58 năm và cuối cùng chấm dứt hành trình dài tìm kiếm danh hiệu của Kane.